Vâng, và kính thưa quý vị, liên tục chương trình xin mời quý vị sẽ cùng đến tiếng hát của nam ca sĩ Minh Châu. Vâng, và chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón nam nghệ sĩ Minh Châu. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Minh Châu gửi lời chào quý vị khách quý, gia đình, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Và để chúc mừng cái buổi tiệc hôm nay, và cho phép Minh Châu mời nữ nghệ sĩ Ngọc Quyền, Dung Bạc Vũ Cổ sẽ gửi đến quý vị cũng như gia đình một bài thanh cổ giao duyên được mang tên Bánh Bông Lan. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Quý vị ơi, nếu ai thích băng bánh bông lan thì cho chàng cái tay lớn lớn quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhớ gì vậy ta? Nhớ gì? Ta nhớ gì?
Dạ để từ từ tôi nhớ qua, cô hỏi gấp quá tôi nhớ qua bánh khác. Anh ba nhớ bánh khác là em giận nha. Bông lan mát miệng kề, thương em với câu hò lớn tiếng hát thưa duyên. Xe đò lúc tình thân than, quê hơi nhớ biên bao tình kia. Quê hơi nhớ biết đi chứ.